Sự việc cá chết trắng trên sông Trà Và thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày hôm qua có thể khiến cho hàng chục hộ dân rơi vào cảnh điêu đứng. Sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này cùng với đại diện các sở ngành đã tổ chức gặp mặt các hộ dân để nghe ý kiến và đưa ra những biện pháp giải quyết triệt để tình trạng này. Theo đại diện các hộ dân, từ nhiều năm qua, cá nuôi lồng bè của họ liên tục bị chết, mà nguyên nhân có thể do nguồn nước ô nhiễm từ các nhà máy chế biến hải sản. Sự việc đã được người dân nhiều lần báo lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết trong tuần này sẽ yêu cầu 18 công ty, nhà máy chế biến hải sản ở xã Tân Hải tạm ngừng sản xuất để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Nếu các công ty, nhà máy này gây ô nhiễm nước sông, làm cá chết thì họ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người dân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra tìm nguyên nhân cá chết để trả lời cho người dân trong thời gian 20 ngày. Trước đó, vào rạng sáng ngày hôm qua mùng 6 tháng 9, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên thượng nguồn sông Trà Và hốt hoảng trước tình trạng cá ở các bè nuôi chết trắng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, đến thời điểm này thì đã có 12 hộ báo với chính quyền tình trạng cá chết với số lượng khoảng 30.000 con và ước tính thiệt hại là trên 4,5 tỷ đồng.